Đầu bếp Mỹ 26 triệu followers, lấy vợ Việt, Việt Nam đã thay đổi tôi. Cuộc sống của Chad thay đổi hoàn toàn khi anh xem một tập phim về ẩm thực Việt Nam trong chương trình A Cook's Tour năm 2002 của siêu đầu bếp Anthony Bourdain. Điều này đã khiến anh quyết định rằng Việt Nam phải trở thành điểm đến tiếp theo của mình. Năm 2008, khi mới 21 tuổi, Chad Kubanov đặt chân đến thành phố Hồ Chí Minh, nơi anh mô tả là một thành phố lạ lẫm, hoang dã và đầy sức sống. Chỉ sau 2 ngày tại đây, anh đã nhận được một lời mời làm bếp trưởng tại một nhà hàng Việt chuyên phục vụ du khách nước ngoài. Nhờ công việc làm bếp tại nhà hàng Việt, Chad đã gặp chị Thủy, một cô gái Việt tận tâm và dễ thương. Họ cùng nhau khám phá ẩm thực đường phố và những quán ăn ngon của thành phố Hồ Chí Minh. Chuyến đi đó đã đánh dấu bắt đầu một mối tình đẹp giữa hai người. Năm 2011, Chad và chị Thủy kết hôn và sau đó họ quyết định quay trở lại Mỹ. Tại đây, Chad mở nhà hàng đầu tiên chuyên phục vụ những món ăn đường phố Việt Nam như bánh mì, cơm tấm, bánh cuốn, gỏi cuốn, bún thịt nướng và nhiều món ngon khác. Vì nhớ Việt Nam và ẩm thực đặc biệt tại nơi đây, anh quyết định đưa gia đình trở lại Việt Nam vào năm 2022.